Xin chào các bạn. Kharkov là thành phố lớn thứ hai và quan trọng của Ukraine. Nếu chiếm được hoàn toàn thành phố này, rõ ràng là bước tiến lớn của Nga và là cú giáng mạnh với Ukraine. Rõ ràng Ukraine hay ông Zelensky cũng không mong điều đó, vì nếu mất Kharkov thì các nơi khác của Ukraine chưa chắc đã có thể chủ vững. Thành phố Kharkov không đơn thuần là một thành phố thông thường, nó nằm ở vị trí chiến lược cách Nga không xa. Thành phố có dân số trước chiến tranh là 1,5 triệu người và vẫn là một trung tâm quan trọng thành phố cách biên giới với Nga chưa đầy 40 km. Ở phía bên kia, cách biên giới khoảng cách tương tự là Belgorod, thành phố lớn nhất của Nga. Khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022, Kharkov là một mục tiêu ở những ngày đầu tiên Nga đã cố gắng tiến vào đây vì Kharkov nằm trong tầm hỏa lực. Theo các chuyên gia, ý tưởng của Nga không chỉ là chiếm Kharkov mà còn phá hủy khả năng kháng cự của Ukraine. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chiến dịch ở Kharkov sẽ chia quân đội Ukraine thành hai hoặc là bị chia tách hoàn toàn. Ở nơi tiền tuyến này, có lẽ người dân hiểu hơn ai hết sự khốc liệt của chiến sự. Họ chứng kiến từng giờ, từng phút của bom rơi đạn lạc. Đến thời điểm này, những thông tin về trưng cầu dân ý chưa có, nhưng không ai nói chắc chắn rằng người dân ở nơi đây không đồng ý sắp nhập vào Nga. Có lẽ họ sẽ muốn chọn một giải pháp an toàn và mang lại cuộc sống bình yên, còn hơn là phải mệt mỏi với giao tranh như hiện tại. Giấc mơ hòa bình có lẽ là giấc mơ lớn nhất với mỗi người dân Ukraine. Trong khi ông Zelensky và quân đội cố gắng cứu vãn tình hình chiến trường, chống lại Nga hay bảo vệ thành quả ở Kursk. Nhưng tờ Kiev Independent từng công bố số liệu cho thấy gần 44% người Ukraine cho rằng đã đến lúc đàm phán hòa bình chính thức với Nga. Vào ngày 23 tháng 7, Viện Xã hội Học Quốc tế Kiev công bố kết quả thăm dò cho thấy gần 1 phần 3 số người Ukraine đồng ý nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để đổi lấy việc chấm dứt xung đột vũ trang. Con số như này là gấp hơn 3 lần con số năm ngoái, 2013. Điều này cho thấy hơn 2 năm qua, họ có lẽ sẽ mệt mỏi với sự vất vả từ chiến sự gây ra. Giám đốc điều hành của Viện Xã hội Học Kiev Anton Klosowski cho biết, dù sao thì ngày càng có nhiều người Ukraine sẵn sàng cho kịch bản hòa bình với Nga. Theo ông, lý do chính là kỳ vọng của người dân Ukraine từ năm ngoái đã tàn vỡ, khi chiến dịch phản công của quân đội Ukraine cơ bản thất bại và viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn. Nadia Ivachenko, 28 tuổi, một nhân viên tín hiệu đường sắt ở tỉnh Rih, miền trung Ukraine, cho biết chồng cô đã chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu tiến công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cặp đôi này có một đứa con trai 5 tuổi, thằng bé chưa được gặp cha trong người ấy nào. Ivashchenko tự hỏi, nhiều người chết như vậy để làm gì chứ? Tôi muốn mọi thứ kết thúc, dẫu sao tôi cũng có một cậu con trai. Tôi không muốn cháu nó lớn lên trong thời chiến như hiện nay. Người đứng đầu chính quyền quân sự do Nga bổ nhiệm ở Kharkov, Vitaly Gatras tuyên bố khu vực Kharkov có thể trở thành một phần của Nga bằng cách tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự quyết. Nhưng để làm được điều này, cần phải giải phóng một phần lãnh thổ tại đây. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, khu vực Kharkov cũng có ý định tổ chức trưng cầu dân ý để gia nhập Nga giống như Donetsk, Zaporozhye và Kherson. Nhưng điều này đã thất bại. Cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đã làm đảo lộn mọi quân bài. Hiện tại chưa có ai nói sẽ không có chuyện trưng cầu dân ý về sáp nhập vào Nga, nhưng để làm được điều này cần phải giải phóng ít nhất là 30 đến 40% khu vực ở thành phố này. Điều này sẽ giúp có thể tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến ban đầu khách quan và xác định bộ phận dân số nào sẵn sàng tham gia cuộc trưng cầu dân ý. Ông Vitaly Gachev cho rằng có lẽ phải kiểm soát được 30 đến 40% lãnh thổ của khu vực để có thể tính toán tỷ lệ dân số sống trên lãnh thổ cô phần được giải phóng. Điều này lẽ ra đã làm năm 2022 giống như bốn khu vực khác đã sắp nhập vào Nga. Ông Gachev cho biết hy vọng sẽ nghiên cứu ý kiến của người dân Kharkov vào cuối năm này. Ngày nay, một phần các khu định cư của vùng Kharkov nằm dưới sự kiểm soát của Nga, mặc dù có thể có nhiều khu định cư hơn nữa. Tuy nhiên, những tính toán sai lầm khi bắt đầu quân khu phía Bắc đã dẫn đến tình hình hiện tại và quân đội Nga phải giải phóng lại lãnh thổ của vùng này. Hiện khoảng 50 điểm dân cư tại tỉnh này của Ukraine hiện đã do quân đội Nga kiểm soát. Các vùng do Nga kiểm soát có khoảng 2.000 dân, Hiện thành phố Vojtovsk vẫn là thành chi của Ukraine tại Kharkov, nhưng quân đội Nga đang có những bước tiến. Nga chưa chiếm chọn Kharkov nhưng đã có những đột phá, thậm chí Ukraine mở cuộc điều tra trong nội bộ lực lượng nhằm tìm ra nguyên nhân. Nga đã đạt được đà tiến nhanh chóng ở Kharkov trong 2 tuần ở tháng 5 vừa qua. Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công vào ngày 10 tháng 5, tiến vào sâu khoảng 10 km, giành quyền kiểm soát hơn 10 làng, khu định cư. Moscow tuyên bố họ muốn tạo ra vùng đệm để ngăn Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga ở biên giới hai nước. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định Nga muốn Ukraine kéo căng lực lượng và nguồn lực ra nhiều mặt trận để tấn công vào các điểm nóng khác, ví dụ như là ở Donbass. Tài liệu của tòa án cho biết cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện ra rằng Lữ đoàn 125, tiểu đoàn súng trường biệt động 415, Lữ đoàn cơ giới 23, Lữ đoàn súng trường biệt động 172 và các đơn vị khác của Ukraine không bảo vệ các vị trí ở biên giới tỉnh Kharkov một cách hợp lý do hành vi bất cẩn khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tài liệu chỉ ra cuộc tấn công của Nga khiến Ukraine mất vị trí, thiết bị quân sự và nhân sự của các đơn vị và quân đội Ukraine đã rời bỏ các khu vực phòng thủ khác. Ngoài ra, Ukraine không thể xây dựng được phòng tuyến kiên cố ở Kharkov do liên tục bị Nga bắn phá và thiếu đạn dược để đáp trả. Từng có tiền lệ Trước đó, hồi năm 2012, bốn khu vực Donetsk và Luhansk cùng cư dân vùng Kherson và Zaporozhye của Ukraine phần lớn bỏ phiếu đồng ý trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sắp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý. Tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 99,23% người dân ủng hộ sắp nhập Nga. Tại Lưu Hoàn, con số này là 98,42%. Ở cả hai nước Cộng hòa tự xưng, 100% số phiếu đã được kiểm đếm. Tỷ lệ người dân đi bầu đạt hơn 80%. Tại khu vực Kherson của Ukraine, nơi quân đội Nga kiểm soát phần lớn, Kết quả kiểm đếm 100% số phiếu cho thấy 87,05% người dân ủng hộ ý tưởng tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga. Tại Zaporozhye, con số này là 93,11%. Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự ly khai khỏi Kiev sau cuộc đảo chính năm 2014 và được Nga công nhận nền độc lập hồi tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, Kherson và Zaporozhye vừa được quân đội Nga tiếp quản cách đây vài tháng sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ukraine vẫn coi hai nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass cũng như là Kherson và Zaporozhye là lãnh thổ nước này. Donetsk và Luhansk có lịch sử gắn bó với Nga. Giai đoạn 2013-2014 sau cuộc chính biến ở Kiev và Crimea được sáp nhập vào Nga, các cuộc biểu tình ở Donbass đã leo thang thành một cuộc nổi dậy ly khai vũ trang. Năm 2014, lực lượng miền đông đã tiến hành trưng cầu dân ý, tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, nhưng chưa được nước nào kể cả Nga công nhận. Hai nền này cũng bày tỏ mong muốn sáp nhập với Nga giống như Crimea, nhưng Moscow khi đó không ủng hộ kế hoạch này. Trên thực tế, hai thực thể này khi đó chỉ kiểm soát một phần phía đông nam vùng Donbass, nhưng bao gồm cả hai thành phố là Donetsk và Luhansk. Trong đó, thành phố Donetsk được xem là thủ phủ của cả Donbass chứ không chỉ là của tỉnh Donetsk. Trong vòng 8 năm liên tiếp, các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt giữa quân đội Ukraine và lực lượng miền đông, làm hàng ngàn người thiệt mạng. Ukraine và phương Tây giai đoạn này cáo buộc Nga hậu thuẫn cấp vũ khí cho quân nhân miền Đông, nhưng Moscow bác bỏ. Trước những diễn biến không thuận trên bàn đàm phán, trong đó có các cuộc đàm phán về thực thi thỏa thuận Minsk về tình hình Đông Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2019 đã ký sắc lệnh nới lỏng quy định cấp hộ chiếu Nga với cư dân Donbass. Đến tháng 2 năm 2022, số liệu chính thức cho thấy khoảng 800.000 cư dân Donbass đã nhận hộ chiếu Nga, Cuối năm 2011, Nga cũng dỡ bỏ lệnh cấm xuất nhập khẩu hàng hóa giữa nước này với các vùng ở Donetsk và Luhansk. Những hành động này bị phía ké phản đối. Nằm dọc hành lang kết nối lãnh thổ Nga với Crimea, Kherson và Zaporizhia có tổng diện tích hơn 50.000 km vuông tiếp giáp biển Azov với biển Đen. Thủ phủ tỉnh Kherson, thành phố Kherson, do nữ hoàng Ekaterina đệ nhị thành lập năm 1778, từng là nơi đặt cơ quan quản lý hạm đội biển Đen 1785-1794 trước khi nó được chuyển đến thành phố Mykolaiv do yêu cầu của hoạt động đóng tàu chiến. Trong khi đó, Zaporozhia là một trong những trung tâm năng lượng lớn nhất châu Âu nơi đặt nhà máy thủy điện Dnipro, cơ sở thủy điện lớn nhất trên sông Dnipro và nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu cùng tên, đặt tại thành phố Anahoda do Liên Xô xây dựng. Ngay từ thời điểm Nga mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt, các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ở Kherson và Zaporozhia đã bị nhắm mục tiêu. Lực lượng trên biển của Nga áp đảo Ukraine tại Biển Đen và Biển Azov trong khi lực lượng trên bộ tiến vào Kherson từ bán đảo Crimea. Tầm quan trọng của Kharkov Nhìn lại lịch sử một chút để thấy Kharkov có ý nghĩa quan trọng thế nào. Kharkov là một thành phố lớn thời đế quốc Nga, sau đó từ năm 1919 đến năm 1934, nơi đây trở thành thủ đô của nước Cộng hòa Liên Xô Ukraine. Mặc dù sau này thành phố này chủ yếu nói tiếng Nga, văn hóa Ukraine đã phát triển mạnh mẽ ở đây trong những năm 1920-1930. Với diện tích khoảng 350 km vuông và là nơi sinh sống của khoảng 1,3 triệu người, cấp có kích thước gần bằng Munich của Đức. Vào thời Xô Viết, cấp đã trở thành trung tâm giao thông, công nghiệp và khoa học. Thành phố này là nơi có cụm công nghiệp công nghệ cao và một số trường đại học trọng điểm, bao gồm Đại học Quốc gia Kharkov, Đại học Luật Quốc gia, Đại học Điện tử Vô tuyến quốc gia và Viện Hàng không Kharkov. Trường đầu tiên thuộc loại này ở Ukraine vào những năm 1930, một trung tâm nghiên cứu Kharkov đã phân tích thành công nguyên tử đầu tiên tại Liên Xô. Thành phố này nằm cách biên giới Nga khoảng 40 km, 24,9 dặm về phía Nam. Tại giao lộ của hai xa lộ chiến lược chạy từ Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam. Một xa lộ nối Moscow qua Rostov-on-Don với Crimea. Cho đến gần đây, thành phố này đã sản xuất các bộ phận cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và điện hạt nhân, cũng như là các bộ máy bay, máy kéo và xe tăng. Thành phố này cũng là nơi có chợ Barabashovo, chợ lớn nhất ở Ukraine. Trong khi nhiều cư dân đã rời khỏi thành phố, hàng trăm ngàn người cũng đã chạy trốn đến Kharkov Tidobas và các khu vực xung đột khác. Điều này có nghĩa là quy mô dân số của thành phố vẫn là cơ bản ổn định. Cuộc tấn công của Nga vào khu vực đông bắc Ukraine không phải là điều bất ngờ, trong khi thành phố có một số tuyến phòng thủ, khu vực xung quanh thì không. Và Nga có lợi thế chiến lược, họ có thể tấn công vào Kharkov và khu vực rộng lớn hơn trong lãnh thổ của mình. Ukraine có thể phản công bằng vũ khí tầm ngắn, các đồng minh phương Tây chỉ cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine với điều kiện là chúng không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga vương quốc anh gần đây đã tuyên bố sẵn sàng hủy bỏ điều kiện này nhưng hầu hết các quốc gia khác vẫn giữ thỏa thuận ban đầu